Now. Tomb Raider. Việt sắp nha. Game Việt sắp, tựa game vô cùng hấp dẫn mà lại có Việt sắp. Chúng ta sẽ đi tìm ai là triệu phú. Kỹ năng sinh tồn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Săn bắn, giết và lột da động vật để lấy tài nguyên dùng để chế tạo trang bị và trang phục. Đây rồi, đây rồi. Nhặt gỗ cứng để nâng cấp vũ khí ở trại và tạo mũi tên. Ơ kìa. Mấy cái sáng sáng này nó là cái gì ấy? Không bấm được. Đây rồi, con hươu con nai. Bấm vào đâu để chúng ta lấy được? À đây rồi, đây rồi. Mày chết. Ai cũng chăm lên nướng dậy là chăm săn hươu săn nai. Tiếng sáo ai cũng tha thiết. Em biết chọn tình yêu ai. Ổ lêu, ổ lêu. Trèo cây. What the vịt. Tiếng gấu giống. What the shit, con gì vậy? Ấy mèn ơi. Trèo cây, sở park rồi để trèo cây. À đây, đây, đây. Ui giời. Con gấu đâu? Kinh bỏ bu đi được. Nhảy xuống xem nào. Bật nhảy lên chân cơ để trèo lên cành hoặc chạc cây phía trên. Đây rồi. Đây. Tạo thế thường. Tốc độ di chuyển cũng chậm hơn. Nhóm nghiên cứu trả lời tôi đi. Bọn này chết rồi, bọn này bị gấu nó vả cho chết rồi còn gọi cái gì nữa. Giật hết cả mình. Yeah. Ô mẹ. Cho em chơi lại đi. Gấu này kinh quá.
Lara của chúng ta chết SML. Má ơi, vừa đấy chứ thằng. Cái này chơi game pass dễ hơn nữa các bạn. Unbelievable. Lại nhớ lại thời xưa bị gấu xịt trong à. Refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes. My greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. Thế sao? Công việc này rất nguy hiểm. Nhớ lấy lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Đấy là ông này cũng vừa dạy Lara như vậy. Choáng luôn. Tìm tài nguyên để chữa vết thương. Those leashes stem the bleeding. Need some kind of bandage. Cần thứ gì để băng bó. Đây có cái hộp này. Hộp này sờ được không? Không. Về là để chữa trị. Vượt qua con gấu. Thế là mình sẽ phải quay lại à? Mình sẽ phải quay lại chỗ con gấu à? Gì đi? Dùng nấm để tạo nấm độc. Ok. Nấm siêu độc. Để bắn con gấu các bạn. Vấn đề bây giờ là chưa đủ nấm. Bên kia hình như có gì đó. Từ từ đã. Đây 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 đây. Có đồ. Cộng 25 HP.
Nào, Lara mông đẹp. Mình sẽ xoạc con gấu này. Speed thì bám vào dây thừng. Ô. Cập nhật bản đồ. Chỉ chúng ta cần đi ở phía bên kia các bạn ạ. Không thể dịch. Đây đây, có nấm, có nấm. Một nấm này. Hai nấm này. Tìm nấm để nâng cấp. Đây rồi. Ba nấm này. Tìm vải nữa. Không, đi tìm vải nữa. Vải lấy đâu ra trời? Gì đây? Quặng. Mình bó tay. Nhặt xong đồ không biết là bấm cái nút gì để chế tạo nữa cơ. Inside the prophet's tomb, my brothers were slain to the last man sometime within the last few days. The false prophet's followers died here by the hundreds, but in the end, they were victorious. I have sealed the tomb as best I can and told the men of the nearby village that the prophet is at last dead. I left them with a subtle threat that this place should remain hidden. Không thể nào để thoát được hội tam điểm. Trinity, Trinity có từ lâu à? Giờ đi ra ngoài. Might be able to make something with all this. Should head back to camp and try. Hmm. Có cái gì trên cây này? Lông vũ. Nâng cấp vũ khí và chế tạo mũi tên. Lắm thứ vậy. Of Kiev. How did it come to be all the way out here? Nhặt được cái vương miện của một trong những nữ hoàng xứ sở Kiev. Nên là xem xét kỹ để tìm những thông tin ẩn giấu. Này thì có cái thông tin gì ta? Trên vương miện có vết sứt. Có lẽ là nữ hoàng này đã bị gấu vả chết. Ai đó đang đội nó khi bị giết. Úi dồi, mẹn ơi. Còn thông tin gì không? Hoặc là bị dìu nó bổ vào đầu. Hết chưa người? Đấy ơi, chắc hết rồi đấy. Thì này tôi cũng chả suy luận ra cái gì cả các bạn ạ. Thôi, xem thế nào. Miếng vòng cổ. À,
À đây 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 đây. Lại lông vũ. Có cái gì nó sáng sáng ở đây này. Khiếp, chỗ này. Hộp kín. Mỗi hộp kín đất có chứa một loại tài nguyên. Lại hồn. Dùng menu kho đồ để tạo mũi tên chữa nấm độc, đạn dược. Tên tẩm độc. Hai con. Ok. Đi nhặt đồ. Hello, you listen to me. This discovery is too important. I don't give a damn about my reputation. Don't you dare threaten me. After everything I've done. Hello? Hello? Dad, what's happening? Fools! You're scaring me. I'm close, Lola. Close to something important. Someday. Understand. I just want you to stop. Be my dad again. Pro quá. Thôi xong. Sophia. Sao? Run her down. Nó thấy đốm lửa. Tất nhiên là mình đã kịp trốn thoát. Still warm. They can't be far. Over. God.
comms are still spotty, so stay in close. We need to find them before they can organize another raid. Come in. We're fanning out to pick up the trail. Roger that, but it looks like they've retreated. Primary objective is to find the missing survey team. Chuột giữa khi đang ngắm hoặc bắn. Ồ, biết thế đã. Gì đây? Hội tam điểm. More arriving every minute. Constantine gave a speech to the new boots, and I stayed in the back to watch. Love hearing him speak. Never gets old. I was never much for believing, but it was just words before this is something more. It's truth. Ok, hiểu. Xe này chả biết để làm cái gì. Xung quanh đây. Con gấu đâu?
draw it out. What's on time? Dụ nó lên sau đó mình mới chạy xuống được. Nhưng mà con này nó không lên. Mình có 15 cái tên thôi. À chết rồi. Thơm. Xong game được súng rồi các bạn ạ. Còn 3 phần 4 nữa thôi. The prophet and his followers have been traveling under cover of night, a crooked trail around the border of the Eastern Empire. I do not know where they are headed. Các bạn đang xem Tomb Raider. They do not either. But they know we will not let them rest until this heresy is purged. The common folk of the borderlands give him shelter, and I find it curious that none who have aided him will tell me anything of use. Even when I threaten them with the wrath of Trinity or touch the edge of a knife to their throats, they stay silent. They die, never betraying what they know. The prophet has a curious sway over people. All the more reason he must be silenced. Hết rồi. Còn mỗi lối ra này thôi. Dìu của Lara xịn thật. Phản năng. Động băng giá men theo lối đi tìm thành phố mất tích. Trên này có gì không ạ? Biết ngay là có đồ mà. Thánh sứ đã trốn khỏi phạm vi đất nước, gọi là trốn đi về phương Bắc. The order of Trinity was clear. I am to pursue the false prophet and his adherents to the ends of the earth and wash away his heresy. But I believed I could overtake him months ago. Still, he eludes me. He crosses Khazar land and across the Caucasus mountains. Here, I'm at a disadvantage. I speak a dozen tongues of the Empire, but in the hinterlands, I'm often left to communicate with little more than a sword. The prophet, it seems, speaks every language, as if you were born to them. Nhảy xuống này có lên được không các bạn? Chắc là không. Ơ à, thế thì lại quay lại chỗ lúc nãy à? Thế thì phải đi tiếp thôi.
an arrowhead carved from bone. This looks like Mongol craftsmanship. This was a whistling arrow. Mongol archers would fire these over their enemies to frighten and confuse them. Bên này là có đồ. A paisa, a sort of passport. Whoever held this spoke with the authority of the Mongol Empire. It reads, by the power. Paisa nghe giống như pizza vậy. Pizza là một loại món ăn thôi. Hết rồi. Nâng cấp dìu. Lưỡi sắc hơn. Bật cửa mở nhanh hơn. Chẳng cần thiết. Nhưng mà thôi cứ nâng cấp vậy. Kỹ năng. Cái này là gì? C tiếp đất. Sát thủ lén lút rồi các bạn ạ. Thân gái thế cô không nên là sử dụng sức mạnh, mình phải chơi lén lút, rất hợp với dáng em. Chứng tỏ là dưới đây đã từng ngập nước cho nên là con thuyền nó mới ở đây được. Đấy, suy luận rất thông thường à. Đây nhảy đằng kia. Lên đây thì không biết có đồ ăn gì không. Có đồ ăn. A
Byzantine brooch. The enamel work is beautiful. This portrait has been defaced. It looks like it was depicting the prophet. They must have had to hide their faith. Bên kia có vẻ có đồ ăn. Biết ngay. Bên này cũng nhảy lên được này các bạn này. Gì chúng ta? Tàu này đã bị dính bẫy, băng vỡ và sống tàu bị gãy. No matter. Well, I hope to wield our cannons against the false prophet. We will continue on foot. I have six of the Order of Trinity's best, and we have been stockpiling food and supplies while the sailors starved. They do not know it yet, but they will give their life for the cause. My men and I will find our way out of these icy caves and continue on foot. Before the ship was swallowed by the ice to the south, we heard music. That will be our first stop. But first I must rest. The cold has sunk into my bones, and I am drowsy. Just a little sleep. Got to crack the ice somehow. Tìm cách phá khối băng. Sao giờ ta? Chà, đoạn này mình bó tay à? Băng. Chả có nhẽ là đi lại. Trời ơi, chạy mông mẩy ngoáy thế. Thank you.
chết mới nhục thì. Ok. Ngoi được lên đây à? Căn cứ Liên Xô cũ. Ơ, thế cái khối băng lúc nãy chúng ta bó tay à? Các bạn, các bạn là không phá được cái khối băng lúc nãy à? Nó chạy ra đến đây rồi thì còn nói làm gì nữa. Giật cá mình con bé lúc nãy. I'm not your enemy. That remains to be seen. You killed those men back there. I killed them to survive. I suspect you did too. How long have they been here? Days, at most. The invaders took many of my people prisoner. You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. What's going on down there? Who? So, there are people who live out here, and they appear to have been here for a very long time, living in isolation. Khám phá lăng mộ mình chưa làm được cái gì luôn. Khu này có mấy cái để học đây. Về. Trèo lên cây thì không để tác dụng gì. Cái này không làm gì được. Nó chỉ có đi xuống thôi. Siberia, and it happens. 2 years in Afghanistan and another in Indonesia, nothing. Có cách nào để phá cái tảng băng trong hang động không nhỉ? Once the man's eyes go glassy as he begged me for something. I'm not Russian, no clue. I waited with him and watched. One minute he was there, and next, nothing. Just meat. I got sick on the snow, all mixed in with the kid's blood, but he's just meat now, and I'm alive. Constantine keeps telling us we're out here for a special reason, tells us we're doing God's work. We need to get this mess in order before he arrives. Hey, can anyone hear me? God damn it, we gotta get comms back up. Rồi bây giờ mình không phải nhặt đồ từ thằng này nữa. Mà giết xong phát là nhặt được đồ luôn. Ok. Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe. I don't know how they managed to take one of them alive.
Who the hell are these people? I'm gonna check it out. Be right back. Roger that. Where'd this come from? Thôi xong rồi. Quá ngu rồi. Quả đấy đần đất. Làm lại. Tự nhiên ném quả ngu thế trời. Thôi xong rồi, bắn ngu rồi. bắn đần quá. Lại. Until we get someone out here to shut that pump off, I want those crates as far away from the fire as possible. Double time. There's ammo in there. Can't afford to lose it. Haven't heard any shots for a few minutes now. I think we're in the clear. Don't count on it. Stay alert until we get the comms reestablished with the prison. We're on our own out here. That was Constantine's chopper. What the hell is he doing down here? What the hell? Oh, shit!
Hết cả máu. Sắp được khẩu súng rồi đó các bạn. Ô, chuột to vậy. Ok. Có súng. The Red Army is coming. I've been tracking them for weeks, watching as hundreds of men build the iron monstrosity across the ice. Men have died. Their frozen bodies left scattered in the tundra. No rites of passing, no burial or burnings. These new invaders are cruel, godless men. Do they come seeking the precious metals of the mountain? Or like so many before them, are they drawn here by the divine source? Okay. Bây giờ nhiệm vụ là đi ra ngoài. Đổi vũ khí ở đâu nhỉ? Z à? X à? C? V không phải. G? T? R? Ô? Oh. Bây giờ mình lại bắt buộc phải dùng súng à? Thế là bắt buộc phải dùng súng rồi. Ô, thằng này bị trâu à? Bắn 3 phát mới chết. Pro thật đấy, đúng là mấy ông da đen khỏe thật. Thằng này vẫn còn sống à? Có tiếng Mông Cổ. Được rồi, chúng đã bắt ông ấy. Tức là ông Thánh Sứ, chắc là đời thứ nghìn tỷ à. Cần đồ để mở khóa vật thể này. Đồ gì ta? Không được. Đổi vũ khí bằng 1, 2, 3, 4. Ngon. 1,
2. Xài cung cho nó thời thượng. Cho nó pro các bạn ạ. Vẫn là cái thằng tập 1 nhìn có vẻ là người Nga. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No, you don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. Don't fear the suffering. Thằng bệnh hoạn nè. Ra oai là cái đếch gì. Mấy thằng oai oách nè, kiểu gì cũng chết thảm. Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed, thể hiện Constantine, you're needed back at the prison right away. Got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful. We will share in the glory of the divine source. Bó tay. Không biết là thể hiện cái gì vậy. What do we do with him? Nobody touch him. Tìm đường vào nhà tù cũ. What the hell happened? This thing is 50 years old. Sự thì chỗ này. All right, let's get it shut. We can't afford to lose any more after that attack. Okay, I got this. Who's there? Someone here. I think there's someone out there. Oh. Thôi xong, thôi xong. Thôi xong. Lava của tôi chết thảm rồi. Máu, 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 máu. May mà chơi hệ nó mờ. Không thì tôi đi họp rồi. Xong. Mèn. Nhất tiết về thế không. Sắp mặt luôn. Mặt tôi, cứu tôi với. Kẻ mày. Got to find a way to destroy that tank. Ném vào phát cháy rụi như là gì đâu. Bể nguyên liệu. Ôi, quân địch nó đến đông hơn nè.
Toàn bấm hụt thôi. Chơi bàn phím toàn bấm hụt. Đây rồi. Xin tí tiết hả? Constantine is here. The man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous. Súng ngắn. He appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of tốc độ thay đạn, tổng đạn, tốc độ bắn. It all goes with the territory. His men on the radio mentioned a prisoner with súng cồn. Could it be one of the natives sát thương. I've encountered? And if so, còn thua lắm. What does he know? Trinity will not be kind in their methods. Perhaps I can find him, find out what he knows. Earning the trust of the locals might prove useful. Không nâng cấp được nữa. Nâng cấp súng à? Hết à? Tiếp được thang kỹ năng. Học. Nhìn thấu từng chi tiết. Gì đây? Chơi luôn. Chế tạo nhanh. Someone's rosary. These beads have been worn away almost to nothing. Đôn sút rồi, chắc chắn là đôn sút rồi. Giữ E để mở khóa. Lại cần phải có đồ. Mở được cái này. Anh là ai vậy? All that can come later. If you want answers, then listen close.
We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. I'll keep an eye out for them. Good. We don't have much time. Phá hủy cái tháp liên lạc. Đạn dược mà. I've infiltrated the ranks of the enemy and learned that they come seeking the rich resources of the mountain. They appear to know nothing of the hello, chào bạn. Chào mấy anh em mới vào. The Iron Road are themselves prisoners, slaves of the Red Army. Massive machines now use the Iron Road, bringing more slaves, food, and raw materials for construction of a small city. It is time for me to return to my people so we might plan our attack. If we can inflict heavy losses upon them before they reach the mountain, they may give up and turn back. Khả năng nghe được tiếng Nga. Thần thánh ta. Trời, leo sấp mặt nồi chỉ để được cái vậy thôi. À đây nữa. Những cái chỗ này sao nó rộng vậy? Vãi cả quả. Đạn thừa là. We were fools, careless, arrogant fools. We thought we could stop them, but the Red Army outnumbers us. Their weapon. Lại sang đến Hồng quân Liên Xô rồi các bạn ạ. Thank you.
Xoáy trâu vậy, bắn phát không chết. Of scrap metal and other detritus, or from the gulag. Nói chung là cái map này nó rất là rộng, ngồi mà lấy được hết điển tích các thứ thì cũng mệt đấy. Tàu khựa à? À đây là cờ của Hồng quân chứ đúng không? Cờ đấy là cờ Hồng quân Liên Xô. Chết rồi. Giờ ám ảnh tàu khựa rồi. Cần mũi tên thừng, mình chưa chế tạo được mũi tên thừng. Bên kia. Lên trên đấy là một này. Còn một cái trạm phát thanh nữa. Đây. Leo lên kiểu gì đấy. Suck. Không leo luôn. Cái cây lau này đi. Khó nha. Phi sang bên kia. Mà nổi. Không có gì. Tôi bị đần chắc. Trời ơi.
Cái này là mấy nhiệm vụ phụ thử thách. Map rộng quá. Có mũi tên thừng. Chứ là chúng ta phải đi qua sau rồi đi lại, đi tái đi hồi đi. Trời. Chỗ này leo lên được mà, đúng không? Đơn giản thế, nãy giờ thì lượn lý đỉnh. Ra. Có ngày phát hành đi bạn. Có một cái trạm phát thanh ở tít dưới kia, trời ơi. Kia là... Không sao, không sao. Lên đây phi xuống nhanh hơn. Pointing to something nearby. An old Soviet work camp. Trinity's taken over completely. We're under attack!
dùng tiền xu để mua các trang bị công nghệ của hội. Tiến đến vật phẩm giữa em để mua vãi. Mình chưa có tiền xu. I've been stockpiling gear. It's yours, if you can pay for it. You won't notice a few missing items, but if they catch wind, or if they see súng vàng đấy. I'm a dead man. I'll need some untraceable currency in case things go south. Gold, preferably. Do you think we can make a deal? I'll see what I can dig up. I know I've taken some jobs of questionable legality, and I know you're not happy about it. But I couldn't pass up this contract. Been trying to get work with Trinity for years. They're discreet, the pay is obscene, and they always have opportunities. Now here I am, and I already want out. We're at an abandoned Soviet installation in the middle of nowhere. No one's telling us low-level contractors what's going on, but I think I might be helping some seriously scary people get a new curse. Mình sẽ quay lại phá cái trạm kia để lấy cái kỹ năng mở khóa. Trạm này nó nằm ở dưới đó. Trạm phát thanh nó nằm tít dưới đó. Đây, chúng ta sẽ trượt xuống dưới cho nó nhanh bằng cái này. Xuống. Xa quá. Ở kia. Đi chết. Ok, cái này là cái khoai nhất rồi, xong rồi.
trở về chỗ chỉ huy của nhóm hậu vệ. Hắn ở đâu? Nãy tôi đi từ đâu ra tôi quên rồi. Ngu người. Bó tay. Loạn hết cả mà. Các bạn xong cái nhiệm vụ đấy. Nhưng mà phải tìm thằng chỉ huy của cái nhóm này thì mới đổi được cái Soviet propaganda. Cái skill mở hòm. Mệt người vậy. Tech for Trinity out here, but I've got to get out of here. These people are insane. I've been stopped. Trên lối mắt rồi các bạn. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi ở đây đây. Map quá rộng. Everything is now under control. If the situation becomes untenable, we will step in. It won't. You sent me for a reason. I was chosen for this. I will succeed. See that you do. Hey. Thôi sao? Em đã bị xịt. Anna lại cố tình đóng giả chắc để moi thông tin mà. I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Who were they? What did they want? The same thing my father was after. Oh no, Laura. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. Just hold on. I'll get us out of here. Somehow. Mình nghĩ bà Anna này nhân vật phản diện, cố tình thôi. Giả vờ để con này. Source.
That's enough. She doesn't know. What? You... No! You're with them! I can't believe this. You can't! Biết ngay mà. Mình đoán có sai đâu. You couldn't let it go, could you? I knew you'd find your way to this place. What did you expect? It doesn't have to be this way. We seek the same thing. We could use someone like you. You want a purpose in your life. We can provide that. You've got to be kidding. I've seen how Trinity operates. Is that a no? It's a no fucking way! Tell me, Anna, were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. What would you do with the artifact? Show it to the world. Redeem your father's good name. You're still so naive. Just a frightened little girl trying to walk in her daddy's shoes. Bẩn thế. Trời xấu thế. We're done here. No. Not yet. You and I, we can still be on the same side of history. Think about it, Laura. Trời ơi, ngậm một một nỗi căm hờn trong củi sắt. Khổ thế chứ lệ. Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I, but here we are. So what should I call my new acquaintance? Nothing. I won't be staying. Constantine has little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. Sorry. I'm not feeling particularly trusting right now. You won't get far. Sẽ thấy dài, đẹp dài. Thằng này nhìn đẹp dài. Mê ngay. Mắt lại ướt ngay. Đúng là dài dài. Này, đồ cho ngục à. They believe themselves to be doing the work of God. From what I've seen, they're pretty far. Búp cái này sau đấy đập vào tường. And what do you plan to do with that? I'll let you know what I think of it. Đấy. All the more reason to get out of here. Ô, lại còn sẵn đồ cho mình luôn. Có dây thừng rồi này. Phá được mấy chỗ rồi này các bạn. Có dây thừng là mình sẽ
sẽ khám phá được mấy cái hang động á. Bạn nhớ cái hang động lúc nãy mà chúng ta không mở được không? Thì bây giờ nó đây, có dây thừng rồi. Bây giờ tên là chưa có. Don't want to attract attention. It worked. Can you get out? Right here. Wait. Không cứu dai đẹp à? We may not be enemies. I can see that. I suspect you do too. I work better alone. Đúng là Lara mông đẹp. I know the land. I'm a fast runner. No doubt of that. Maybe I can offer you something more valuable. I know what you're all after. Đây chính là cái thằng mà bị bắt cái lúc mà nó đang ở cái trại Nga á. Thank you. Xoạc luôn. Jacob. Đó là Jacob. Lara, take this. In case we get separated. Thằng này nghỉ lắm, biết đâu nó lại bám theo vì các bạn biết đây. Do you know the way out? Yes. I've had some time to study this place. Nhìn khó tin lắm. Giờ chả tin được thế nào. We began invasion of the valley not 24 hours ago. I expected resistance and have not been disappointed. The people of the valley think they defeat us, but the harder they fight, the stronger my resolve grows. If they weren't protecting something, they wouldn't martyr themselves so. They wouldn't endure tortures with such... Ok, được rồi, mình sẽ nghỉ tập 2 ở đây vậy. Mình sẽ nghỉ tập 2 ở đây. Chơi cũng đủ lâu để mệt rồi. Chúng ta mới hoàn thành có 14% game thôi. Mới được chưa được 1/6. Tựa game rất hấp dẫn. Tính đến thời điểm này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.